thành phần diễn viên trong vở gồm có Thanh Hội, Minh Trí, Lê Khánh, Đại Nghĩa, Bảo Cường, Kim Quyền, Phượng Anh, Phước Lộc, Cẩm Hồng, Kim Phước, Văn Long, Quốc Thịnh, Lương Duyên, Tuyết Mai, Bích Thủy, Quang Nhân, bé Minh Thi, bé Sơn Di và bé Công Hiển. Mời quý thính giả cùng nghe. Nóc da là 43 hộ gia đình nữa hả? Ừ. Hơi vắng đó chú. Không có, vui lắm. Bà con trên Cù Lao á, sống tình nghĩa lắm. Dạ. Chú em biết không? Ví dụ như là có một cái nhà đám giỗ ha. Không cần hỏi. Bà con nhớ hết. Dạ. Tự kéo tới rồi phụ hợ. Rồi nấu nướng, cúng kiến, ăn uống chung với nhau vui lắm. Dạ. Nè, nhiều chỗ khác đông này chưa chắc vui vậy đâu nha. Ơi, cái ghe đâu phải của mình đâu, chú lấy chú đi đại rồi người ta biết ta kiện mình đó. Có gì đâu, qua giờ qua biết mà. Dạ. Cái xuồng này của thằng nào ở Cù Lao á. Dạ. Nó hồi nó ra không có xuồng, nó có gian xuồng khác về Cù Lao chứ có gì đâu. Dạ. Chú ơi, rồi chừng nào mới tới đây? Đây nè. Dạ. Chú em mà ngó theo cái tầm mắt của qua nghe. Ơi, rồi chừng nào mới tới chú Tư ơi? Đây nè. Dạ. Chú em mà dòm theo qua nè, đó. Dạ. Đây. Dạ. Đó. Qua khỏi cái khúc quanh đó là tới đó. Ủa? Qua khỏi khúc quanh là tới. Đúng rồi. Chết rồi. Chú em ơi, có biết bay không? Có biết bay không? Hả? Có biết bay không? Chú em ơi. Ông đánh cảnh sát. Tụi nhỏ vô. Ê mấy đứa, làm ơn đừng có ồn ào. Đi vô hàng đứng, đi. Vô. Trời, chừng nào có kỵ mới tới vô. Lớn. Cái gì? Chừng nào có kỵ mới tới. Chừng nào ổng tới sao tao biết được. Mỗi chân mới vô. Mỗi chân hả? Kêu mày cổng nè. Vô kỳ quá. Có ghế xong ngồi. Nhiều chuyện quá à. Đứng có chút nữa mà ổng tha ổng chịu. Ha, hai người tâm đầu ý hợp như đây giống hai vợ chồng vậy. Có gác đôi tao với ổng nữa à. Thôi thôi, nhắc hàng tầm tự nha, tầm tự. Mấy đứa cái này cái này vô cái này vô vô rồi sao tụi nó quẹo quẹo vậy giống ngược ra như cái con đẹp coi rồi rồi đây rồi giống coi cái này rồi rồi xuống lại đó rồi trật tự mấy đứa này tính chất hết vậy trật tự chưa ổn định chưa rồi chú Tư dặn mình sao gặp bác sĩ tại sao quá hồ như vậy à, tao về tao ngủ xa nó cơ rồi chứ bây giờ muốn cái gì tao đứng lên đưa cái bàn tỏ vô mặt tao kìa trời ơi mày á đứng phải kìa thôi xin lỗi ông lên lên đầu cái nào chơi nào cái nào đưa đây dạ rồi quá gì lên luôn đi vậy ơi tao giống hai vợ chồng ủa cha mày nó thấy tâm đầu ý hợp nó nói vậy đúng rồi rồi cầm tự nha dạ. Ổn định nè vòng thẳng cái hàng lại coi rồi chú Tư nói bác sĩ tới mình phải ăn nói đàng hoàng
không khéo người ta coi thường dân cù lao mình, hiểu chưa? Rồi, yên tâm. Tự nhất là mấy đứa không thích cách, không được nhoi nghe chưa? Rồi. Chúng bay ra. Ban chỉ về tới đâu. Mặc dù nãy có té xuống nước mà vẫn đẹp trai như thường. Bây giờ nghe chuẩn bị nghe. Thôi ra ông vô nghe chưa? Dạ dạ dạ. Ủa chú Tư ơi. Ủa ai đây? Chết mẹ tụi mày ơi. Gì vậy? Chết chết. Gì vậy? Sao kêu ông Tư như mới là bỏ ra rồi. Đây mấy thằng thanh niên tụi bay chia nhau đi kiếm coi. Mấy đứa ơi. Chú Tư con nè, chú Tư ơi. Hay là bác sĩ nè. Làm gì vậy? Đó ông Tư thấy không? Trong bồng con tôi, bồng có mình nó vậy? Trời ơi! Làm gì vậy? Dạ 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 đây là dân Cù Lao. Bây giờ chú em bác sĩ hãy nhận đây là tấm lòng của bà con. Úc, chị Huy đi. Hai, ba. Dạ, ông sao, chú? Con Nga đâu rồi? Dạ. Biểu. Tức cái con này nữa. Dạ. Ra đây. Ra đứng đây. Ra đứng đây. Dạ. Đứng đây. Sao mà con chú Tư không. Cái chuyện này phải làm ra lẽ chú em. Tôi giận cái chuyện này ghê gớm lắm. Không thể nào mà tiếp đón một bác sĩ một cách mà cẩu thả gì được. Nga. Dạ. Tại sao kỳ vậy? Phía dặn con là kèo ghe qua bển rước tiếng bác sĩ về. Tại sao con ở đây? Dạ, thế đâu có dặn con gì đâu tía. Nè, ăn hỏi cho đàng hoàng. Hôm qua tía dặn rõ ràng kiều ghe qua đón bác sĩ về, sao không đi? Dạ tía ơi, hôm qua rõ ràng tía nói con á là thì kệ tao, có chiếc ghe mà chơi chiếc đó mà tía. Quang hồ, quang hồ. Đó, thấy không? Rồi cho bác sĩ về người ta té xuống nước, ướt hết trơn. Đi, chỗ khác đi. Dạ. Đi chỗ khác đi. Dạ, bác sĩ. Không yên nha. Tôi về nhà tôi hỏi cậu con cái này chứ không phải chuyện dẫn dự đâu. Thôi mà. Thôi mình tiếp tục chương trình nha. Dạ. Bác sĩ. Sau đây bà con chắc sẽ có đôi lời tâm tình với bác sĩ. Úc. Dạ bác sĩ. Dạ tôi tên là Úc Chót. Dạ chào chị. Tại vì tôi thuốc Úc nên người ta kêu tôi bằng Úc Chót. Dạ. Gì vậy? Gì đó gì vậy? Hả? Cái gì? Ủa? Vui lắm rồi. Mấy đứa nhanh nhanh ghế cho bác sĩ ngồi đi. Dạ tôi ngồi chứ tôi có gì đâu mà. Dạ bác sĩ ơi, vừa thấy chúng tôi tới đây bác sĩ vô cùng mừng rỡ. Dạ. Vậy lộn bà ơi. Bác sĩ tới đây. Ủa mày làm rối quá à. Bác sĩ ơi, vừa thấy chúng tôi tới đây thì bác sĩ vô cùng mừng rỡ. Ở đây vậy đó, hãy thấy bác sĩ tới là cứ trộn rộn người này người nọ dần nha. Bác sĩ nghe. Dạ. Dạ, tụi con rất thích bác sĩ. Con chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ đến đây như một vị cứu tinh của tụi con. Từ đây tụi con sẽ không lo mỗi lần bị bệnh nữa, không còn thấy sợ mỗi lần đến trạm xá nữa, vì đã có bác sĩ là người rất nhân từ. Trời ơi, anh đồng cười quá. Em nằm trong bác sĩ biết không,
cái thằng nhỏ này nha là thần đồng của cụ lao này đó nghe. Dạ. Học giỏi lắm. Còn nó bác sĩ nghe nha, bây giờ mình bằng tốt nha. Ba lần mấy? Dạ bằng chín. Ba lần chín. Dạ năm sáu. Anh đọc đi Khánh. Dạ khi bị sốt hay bị cảm, con sẽ không bị nóng nữa vì đã có bàn tay ấm áp của bác sĩ chăm sóc. Khi bị đau bụng, ỉa chạy té. Thôi nãy giờ những cái gì bà con nói chú em nó y chang những cái ý trong bụng tôi muốn nói vậy đó. Thì của ông Tư viết ra kêu tôi đọc mà không y chang cho được. Hay quá. Bởi vậy bác sĩ cứ ở đây mà mong việc. Dạ. Từ đây cái tứ cù lao này sẽ coi bác sĩ như là. Dạ. Để tôi nói cho. Làm lỡ trong nhà vậy đó. Vậy người thân ở trong nhà. Đúng rồi. Ý ông có nói vậy phải không? Đúng rồi đó. Dạ. Tôi có đem qua mớ gạo. Dạ. Bác sĩ cầm đi rồi tôi đói tiếp. Dạ. Gạo thơm nha. Dạ dạ. Dẻo lắm. Dạ. Bác sĩ cứ ăn hết mớ gạo này đi. Dạ. Rồi nói với bé sắp nhỏ một tiếng thôi, tôi sẽ đem qua liền nha bác sĩ. Dạ thôi được rồi, cảm ơn ông nhiều lắm. Con chỉ dám nhận ông như đây thôi ha. Còn sau này thôi con không dám đâu. Cảm ơn ông nhiều lắm, phiền ông nghe. Dạ. Có cái gì đâu mà phiền, cứ coi như là người nhà với nhau là dạ, được rồi. Dạ. Kiên quyết chị chết. Chị chết gì nhà, chứ không chết gì bệnh. Ông bệnh lắm nha. Dạ mơ nó ngắn ngắn chút, nó dài tụi tôi đứt hơi chết hết vợ. Dừng lắm à. Bác sĩ, tụi em mới bắt được mớ cá xong á. Dạ, tổng trong luôn. Để trong hè bác sĩ nhớ ăn nha. Rồi, dạ. Cảm ơn nhiều. Tụi tôi có để sẵn mắm muối gia vị ở sau bếp á. Bác sĩ có muốn xài cái gì thì cứ việc lấy xài nghe. Nồi ơi, không có sẵn không rồi. Dạ. Thả mấy thịt gà cho nghe á. Dạ. Khi nào muốn ăn thịt gà, nói một tiếng qua bắt là thịt cho ăn. Chứ mấy con gà quỷ nó khó bắt lắm. Dạ. Đây đây con cắt cho. Không, những cái đó là về giờ ta còn rõ. Đó. Mấy thịt gà tôi á. Trời, cho mày gà đó. Chứ gà quá mày ông. Bác sĩ. Dạ. Công nhận nha, bác sĩ trẻ mà đẹp trai nha, bác sĩ có tài nữa. Chứ không phải như em, bác sĩ nè còn biết chữa bệnh nè. Còn em á, chỉ biết là làm ruộng thôi chứ không biết làm gì trơn trọi á. Thôi, nín hết nha, để cho tao nói. Rồi, ông nói đi ông. Dạ. Ý của tôi á là... Thôi bà con mình bây giờ giải tán nha. Dạ. Nghe lệnh nha, thanh niên. Dạ. Đem đồ bác sĩ vô trong. Dạ. Mấy đứa nữ dẫn bác sĩ vô chỉ chỗ ăn chỗ ở làm sao nghe chưa. Dạ. Mấy đứa thanh niên đó nè. Tôi về ra cho bác sĩ, ra cho bà con. Dạ. Chú em vô nghỉ nha. Bây giờ tôi về đi ơi. Cứt cứt mày về nha. Tổ cha mà về không mày. Tổ cha mày. Tổ kêu mà không về tất cả mày. Em về bác sĩ ơi. Em về luôn. Tụi bay. Bác sĩ về rồi đó nghe. Bây giờ đó, mỗi chiều nghe, cái đám đờn ca tụi bay đó, thích đờn ở đây, đờn hát cho ông nghe chưa? Dạ, thôi như kỳ chúng tôi, đờn hát đó mình xuống nghe đờn hát mới vui, tự nhiên kéo lên trạm xá hát sao vui? Vui bằng nỗi mày, vui gì, vui không biết gì tên gọi nè. Bác sĩ ta đây có một mình, mày để người ta hiu quạnh nè. Ta buồn ta về thành phố làm sao? Đúng rồi. Hiểu không? Đời hát cho người ta vui. Chú Tư cho con dẫn Hường cho hát nè chú Tư. Trời ơi chú Tư thấy không? Nó đi đâu nó cũng đòi dẫn theo con Hường đó đó. Mày mới kỳ á. Cái con hát đầm Hường chết mẹ luôn, dẫn theo. Ê, tao quạo lắm mày. Từ đây về sao trước mặt tao không nói con Hường nghe. Tao không Hường nhỏ đó nghe chưa? Dạ. Chú Tư. Chú mới nói gì con đó con. Chú Tư nói. Hey. Nói dẫn nó đi về cho rồi đi. Dạ, dạ nó về chú Tư. Về luôn chú Tư ơi. Không có dặn đâu. Bác sĩ nhận tụi em vui mà bác sĩ. Không có dặn.
Không qua, không qua, không qua. Sầu chim này em mới bắt được nè bác sĩ. Bây giờ bác sĩ chiên hay là nướng ngon quá bác sĩ ơi. Cả này bác sĩ coi nấu canh cũng được rồi bác sĩ. Không có nhận được. Đây ra, hai đứa bay ra ngoài làm sao coi. Trời đất ơi, ở trong luôn còn quá trời cá luôn, xương ăn kịp cũng non nhất kìa. Không qua, không qua, không qua. Đây. Mà bác sĩ không lấy cá, bác sĩ chơi sầu chim này bác sĩ. Em mới bẫy được con lắm bác sĩ. Về không phải là từ chối nhưng mà đâu có nhận được nhá. Em về đi, em về dùng, cảm ơn nhiều lắm. Thôi mà hai đứa ok thứ tư, thứ tư chúng vô, chúng nói dùng tiếng đó thứ tư. Thứ tư sao vậy mày? Để bác sĩ người ta vô chơi tụi bay vô quấy này cái gì đó. Dạ thứ tư, con mới bẫy được cái sâu chim này nè, đem qua cho bác sĩ ăn một tiếng chú lấy đó. Chú nói dùng con tiếng đi bao biểu mày. Dạ. Ê, sao cái con người của mày vô tâm vô tánh quá vậy mày? Thấy chưa? Sao thứ tư? Mày nghĩ con mày khắc nguyên một cái sâu chim trời ơi còn nguyên lông lá vậy là sao bác sĩ người ta ăn? Mù quá, khói hoài chứ gì? Đem về làm lông đi. Rô tê hay cái nướng mỏi thì bưng qua đây. Chủ tư, vậy không có giải này đâu mày. Để qua giải thằng ngu quá. Chủ tư, con tưởng là bác sĩ là biết mà. Tưởng cái gì? Tưởng voi. Thôi về làm đi. Thôi được rồi, để con về con làm nha chủ tư. Mày làm mà không ngon nha, tao kêu con Hường nó bỏ mày cho mày hay. Cái này là nghề con mà chú Tư. Người làm đi. Nè. Dạ. Quá, không có làm được chưa? Làm tôi cũng ăn nữa. Không sao đâu, tôi làm đi. Không có làm. Nè, nhanh lắm. Bắt công lắm. Thôi mà. Chú Tư. Kệ em út nó mà. Gì đây? Nè. Cá chú Tư. Dứt quá là con không ăn nha. Con nói dứt quá rồi đó. Dạ. Trời, con bự dữ mệt nhá. Con sống đó. À. Chưa em đem về cùng đi chú Tư. Thôi đem về đi. Về hết rồi. Ông thầy ơi. Hả? Cái tư lúc gì đây? Mấy cái mứa rau nè, bắp nè, thơm nè. Quá mày trời, trong nhà, vườn qua, nhà đâu mà chưa hết kìa. Cái này ở nhà mà có mua lắm tốt tiền đâu. Cái này mà có con lươn hay con cá thì nó tinh chua ngon lắm à. Ê, khoan. Ê chú Tư. Chú ai à? Vô đi. Dạ. Chú Tư. Đây, mày đem về bển đi, đẻ lên, đẻ. Gì vậy? Con đem này qua cho bác sĩ, đưa này đem con về. Mày dòm con cá bự tổ chản nè. Thôi, mày về, mấy đâu. Ai cho mày về nấu canh chua, bưng một tô qua đây cho bác sĩ đẻ lên. Đẻ lên. Ê, qua phụ cho đẻ. Thôi, chị Út, thôi là chị Út ơi. Trời ơi, chú Tư, khổ quá. Trời ơi. Kỳ quá à. Tấm lòng của bà con với lại phải đổ món cho nó có sức khỏe chứ. À, con biết mà chú thấy không, gần một tháng nay nè trời ơi con ăn giống như là ăn tiệc vậy đó. Bà con người thì mời món này người mời món kia rồi ảnh gì cháo vịt nè, gỏi gà rồi xé phay rồi lương ung gì tùm lum hết trơn. Trời ơi ăn hết chắc bệnh chết luôn á. Bệnh cái gì đâu mà bệnh, chú em không biết chứ. Cái chuyện này thường lắm, mấy ông thầy giáo cô giáo về đây dạy mấy năm rồi chưa có người nào nấu cơm nha, giống như chú em vậy đó, mạnh cùi cùi có bệnh hoạn gì đâu. Ôi bà con làm thì con thấy ngại lắm đó. Chú em cũng biết nha, cái này là toàn cây nhà lá vườn không. Yeah. Có ai mua bán cái gì đâu. Yeah. Nếu mà chú em không nhận nó nha, bà con mới là phiền mới là ngại chú em đó. À, bà chú Tư hả? Cái khẩu hiệu mà ở trong trong trận khá đó gì đó, cương quyết chết thì già ý nghĩa là sao vậy chú? Chuyện là như vậy, bây giờ qua nói thiệt nè, chú em là người bác sĩ thứ sáu rồi đó. Rồi năm người trước năm người trước bỏ đi hết sao? Nhiều lý do người thì cái về nâng cao cái nghề, người về lấy vợ, về lo cho cha mẹ già. Thấy mấy cái mô đất ở cuối cù lao không? Dạ thấy. Có thấy cái gì không? Thì mấy cái mô đất thôi chứ đâu có gì. Má con nít ở cù lao thì đó. Nhưng mà đó là chuyện hồi xưa thôi, chứ bây giờ bà con mình cũng văn minh lắm. Bệnh một cái là chạy ô tới trạm xá liền. Con thấy trạm xá của mình vậy cũng là khang trang lắm rồi chú. Vậy đó, khang trang lắm mà
có ai đâu. Ngoài bà mụ Năm ra thì không có ai mà trụ ở đây lâu dài. Chú Tương có trách mấy người mà bỏ nơi này mà đi không? Sao mà trách được? Trách là trách cái sách nhỏ ở cái xứ này. Chàng ơi, cho ăn học đàng hoàng rồi nó đi hết, không có đứa nào nó chịu quay về đấy. Chứ còn người ta đã chịu đến đây thì quý lắm rồi, sao mà trách được. Chú em à, Hoa ưng bụng lắm đó. Bà con mình có tình lắm, không có cái gì quý hơn cái tình, phải không chú em? Đây, chú ơi! Đây, chính rồi. Đó là không làm rồi. Thơm quá, thơm lắm bác sĩ. Thôi, bây giờ để tôi chỉ huy nha. Nè, một thằng khiêm cái ghế ra đây. Cái có đây. Chịu đi. Vô. Ủa, chết mẹ. Gì chú Linh? Tao với ổng ngồi gặp mấy cái chim mẹ rượu quá. Này, tao chưa từng yên tâm này. Chồng tao mày không kiếm cái ly gì cả mày. Trời ơi, chèn ơi, nào về chửi nó hoài cho nó cũng dễ thương quá. Con mày có tình lắm. Ê, ê, nha. Gì nữa chú Tư? Mày tệ quá, bởi tao kêu người bỏ mày. Tư, mày nghĩ coi người nhổ khen gì đờn địch quá à. Chú Tư yên tâm, con nhờ bố chó thì mượn cái đàn thôi. Đó, chúc đi qua vợ. Đó, mới chắc có liền đó chưa. Ngồi xuống đây ăn chung luôn. Ngồi với người này. Đó, bây giờ vô một cái giao hữu nè. Dạ. Hát đi. Đời không buồn. Hát gì đây? Dạ. Em chớ có nghe quan lòng anh, chỉ có tình em và sông. Đẹp lắm em ơi, quê ta vào mùa nước nổi có ếch lòi giữa đồng to ếch làm chuyên với nhành quá ngâu nở rộ con cá quẩy đuôi đất mồi lung linh mặt nước bối ta tình thương bơi xuồng thả lưới dân châu anh chấm tàu nghe đi đào sông ác theo gió ban mai cành cò bãi lá trên điện lúa quê hương vào giá thương tình này. Thôi bây giờ chạy đi. Dạ, thôi. Mày khỏi đờn đi chú ơi. Chồng mày gương đờn mà lấy cái đờn đi, tối nó quánh mày đó. Đem về bệnh trả cho nó đi. Rồi khỏi đờn, hét luôn. Nhìn qua bằng lá ai, ai, đâu tiếp. Mày hôm qua mày bệnh đúng không? Mày hát hồi là mày bệnh nặng đó. Bây giờ chạy về nhà tao á, nói con Nga đưa cái cá chết dưới lấy mấy cục băng giọng cổ ra đi. Nhanh nhanh. Hát mày chú ơi. Đi lẹ đi. Tao vậy không cần đờn quá. Ừ. Rồi về đưa lỡ cho ổng chơi chứ hồi nữa mà không có được về chửi chắc à. Vô. Vui lắm, tao nói cù lao mày vui. Vô. Mày về đi, ngồi chơi với bác sĩ. Chú em thấy không? Ở cái cù lao này bà con tình cảm lắm. Qua nói thiệt nha. Ví dụ mà chú em tới nhà ai không? Thích cái nhà, sao mày? Là em cho luôn. Đó. Nè. Mày nói chuyện nghe được thưởng mày ly. Được hả mày? Dạ. Rồi em mời bác sĩ. Vô uống với nó cho em nó vui. Rồi thôi mày đi tới đi. Cái gì là về hả? Ừ. Em về nha bác sĩ. Quậy vô. Vậy đó. Quỷ mặt tối mặt rồi. Chơi tới đâu coi. Vô. Bộ chú em buồn hả? Dạ. Đâu có gì đâu chú Tư. Không. Có chuyện buồn hả? Dạ không, không có gì. Hay là có cái thằng nào ở đây nó làm không, gì không có gì đâu chú, đâu có gì đâu. Không chú. Vô chú. Nói thiệt qua nghe là tại sao mình dám chọn cái bút cà tha mà mày vậy? Thì cũng đơn giản thôi, con muốn tìm chỗ nào đó hẻo lánh, ít người vậy thôi. Chú em nói vậy thôi chứ qua thấy không có ổn. Chú em nghĩ coi,
đời con người đâu phải lục bình mà cứ trôi theo sông rồi. Ở Sài Gòn nhà cửa ở đâu? Dạ, ở ngay trung tâm thành phố luôn đó. Khúc nào nè? Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. À, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Dạ, tôi biết không? Gần bên Dinh Thống Nhất đó. Nè, khi nào mà có dịp mà lên Sài Gòn mà tham quan đó, chắc chắn là chúng tôi phải tham quan Dinh Thống Nhất. Nhà con gần đó, ghé nhà con chơi nghe. Trời ơi, Dinh Thống Nhất thì qua có lạ gì nữa. Đây nè, hồi giải phóng qua với đồng đội đánh vô đó mà. Ủa thì sao chú? Nè. Trời ơi, chú Tư đó hoài quá chú Tư ơi. Trẻ đẹp ghê luôn á. Người trẻ chú Tư đẹp trai ghê luôn á. Để coi ra cái lon này là trung sĩ hay là thiếu quý. Chết chà, chết chà. Sao mà giáng cấp người ta vậy ấm? Cái này là hai gạch hai sao là trung tá đó. Trung tá? Ừ. Cho nên là chú em nói là Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì quá có lạ gì đâu. Dạ thì mà con cứ tự cũng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa luôn. Ừ. Rồi sao chú Tư không ở trên đó rồi về đây chi vậy? Tại vì qua thấy cái đất này nó cần quá. Không biết qua nói vậy chú em có hiểu không đó. Xoài nó qua cho thằng Văn đi. Dạ, nói chủ biếu nha. Thôi, nó mày biếu đi. Nhưng mà nhà con đâu trồng xoài, nhà con trồng chôm chôm mà. Biếu cho nó ăn, cho nó vui. Chứ bộ nó điều tra của mày có trồng hay không ha. Dạ, thì con đi chú Tư. Tía, có chuyện gì hả tía? Sao mà tía lo quá con? Tía lo gì tía? Sao thấy thằng Văn nó cứ buồn hoài. Mấy cái đứa mà sống nội tâm vậy, khổ lắm. Tía, sao mình không hỏi anh buồn gì rồi mình làm chẳng hết buồn hết tía? Tía làm hoài chứ không có làm đâu con. Ủa tía, sao tía nói là tối tía mới về mà tía? Thì đó, tía tính qua rủ nó nhậu cho nó vui. Mà sao thấy nó cứ buồn, lừ đừ, tía cũng ngại quá. Thôi, để con vô dọn cơm cho tía ăn nha tía. Mày ăn gì con? Dạ, canh chua cá lóc đi, chết đen. Nè, biểu. Dạ. Con xuống con hâm một tô canh chua thiệt là nóng nha. Con biết tính tía thích ăn nóng mà. Không phải. Dạ. Hâm một tô canh chua thiệt là nóng. Dạ. Một dĩa tép ren bưng qua bển cho thằng Văn nó ăn cơm nha. Dạ. Ừ nè con biểu. Dạ nghe tía dặn nè, qua bên đó mời nó ăn cơm. Dạ. Lúc nó ăn cơm con coi cái gì nó ở trong đó, nó không có ngăn nắp con dọn dẹp cho nó nghe không? Dạ. Nè. Dạ nghe tía dặn mà, sống ở đời á mình phải thương người ta trước, người ta mới thương mình. Dạ. Biết không? Dạ. Ừ, đi.
Dạ. Để đi con. Dạ. Sao không đi? Dạ con sợ tía còn kêu con nữa. Hết rồi. Dạ con đi nha tía. Ừ. Dạ. Bây giờ bằng cái gì cho nên bác sĩ thì nó hết buồn ta? Hả? Mà nó buồn thì cũng đúng thôi chứ. Bác sĩ gì mà ngồi thôi lo ăn con mình. Không được. Có bác sĩ là phải có người bệnh. Là gì vậy? Phải làm gì vậy? Hít vô. Thở ra. Hít vô. Thở ra. Đâu có bệnh gì đâu. Rồi. Cái điều này là chắc là tối hôm qua rồi thức đêm rồi nhậu với chú Tư đúng không? Dạ không. Chối nữa. Trời ơi cái này uống nhôm uống nhách đe sườn không à. Ăn uống bồi bổ vô. Rồi thấy sao rồi? Ngập thở. Trời ơi trùng gì đừng sao mà thở được. Không có sao đâu, không có bệnh hoài hết đâu. Nè, bây giờ tôi cho mấy viên thuốc bổ. Uống là khỏe chứ không có gì đâu. Mà nhớ là ăn uống bồi dưỡng nha. Đừng có nhậu quá đó. Nhậu phải ăn nữa. Ông kêu mày đi khám gì vậy? Không biết nữa. Ung thư hay bao tử gì đó. Rồi, uống nước vô. Bác sĩ em về. Rồi. Dạ, tới ai đây? Dạ thôi ưu tiên cho bà trước nha. Dạ. Dạ con mời bà. Uống uống xong về đi. Em ngồi đây chơi. Dạ con mời bà ngồi. Bà tên gì? Dạ Nuôi. Dạ họ tên luôn. Nguyễn Thị Nuôi. Dạ Nguyễn Thị Nuôi. Bà đau làm sao bà nói nghe coi. Dạ tôi đau đều trời đó. Chỗ nào cũng đau bác sĩ ơi. Bà có mất ngủ không? Đâu có. Tôi ăn ngon ngủ khỏe lắm mà. Dạ. Rồi để con khám cho bà nghe. Bà đau làm sao bà nói con nghe coi. Con thấy đâu có gì đâu. Tôi đau đều hết á. Chỗ dạ. Nào cũng đau hết trơn bác sĩ. Dạ. Thôi mấy giờ bác sĩ khám đại xong rồi cho đại cái thuốc gì tôi uống đi. Đâu có, con phải biết là chính xác là bà bệnh gì con mới cho thuốc bà được. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy chờ một chút nha. Dạ. Ông kêu tao đi khám bệnh gì đâu quên rồi. Khám thai. Ừ. Ủa cha mày. Khám thai là tôi đẹp cha. Nó nghĩ sao tao có thai vậy? Hả? Tao khám gì? Không nhớ. Nhớ rồi. Rồi chưa bà? Bác sĩ ơi tôi đau bụng á. Dạ để con khám cho bà nha. Đau quá trời luôn. Bà có đau đây không? Đau. Ở đây. Đau. Rồi ở đây. Ui đau. Rồi vậy là chắc đau bao tử rồi đó. À. Thôi bây giờ vậy. Con cho bà uống đỡ mấy viên vitamin trước nha. Rồi chừng 2 ngày nữa mà nếu mà vẫn còn đau thì bà quay lại đi tái khám. Thôi tôi đi về. Dạ không. Ơi. Bà uống ngay từ đây giùm con nha. À. Không uống ngay từ đây. Không sao là bà uống đi. Uống đi. Nuốt vô. Rồi. Bác sĩ cho thuốc hay ghê. Dạ. Bác sĩ ở đây với tụi tôi luôn nha. Dạ. Đừng có đi đâu hết. Dạ. Rồi chừng nào rồi tôi đau bệnh rồi tôi qua. Dạ. Giờ tôi về nha. Dạ chào bà. Rồi. Dạ. Dạ. Chào bác sĩ. Dạ chào chị. Chị tên gì? Thôi. Không. Chị phải đọc tên để tôi ghi vô sổ. Dạ thôi. Phải có tên trong sổ theo dõi sức khỏe của chị mà. Nguyễn Thị Thôi. Dạ. Rồi chị đau sao chị nói tôi nghe coi. À dạ em bị đau bụng. Dạ. À, ăn trúng thức ăn lạ hả? Dạ không có. Em nghe lời bác sĩ dặn ăn uống kỹ lưỡng lắm. Ăn chín uống trôi luôn mà. Dạ. À, triệu chứng sao đây? Đau làm sao? Hay là chắc là đau giống như là bà cụ vừa rồi? Dạ không phải. Mà khó nói lắm bác sĩ ơi. Có gì đâu khó nói, chị cứ nói đi rồi tôi khám cho. Sao đau sao? Bình thường thì không có đau. Dạ. Mà mỗi thấy cái nó đau. Dạ. Ngại quá. Thôi được rồi, tôi biết bệnh của chị rồi. Nè. Mỗi tháng mà tới chu kỳ kinh nguyệt á, mà cảm thấy đau á thì uống một viên thuốc này vô. Nó làm giảm sự co thắt của tử cung á, thì sẽ cảm thấy bớt đau đó. Dạ. Nè, bây giờ còn thấy đau không?
Dạ đau. Rồi thì uống liền viên nha, còn viên này thì mai mới uống. Dạ. Trời ơi, bác sĩ giỏi quá. Em chưa nói nhưng mà bác sĩ biết hết rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Bác sĩ ơi, tụi em cần bác sĩ lắm. Bác sĩ ở đây khám bệnh cho tụi em nha. Dạ. Bác sĩ em về. Dạ, chào chị. Rồi tới ai đây? Ủa, Hương, bệnh gì? Dạ. Dạ. Dạ không, em đi chung với chị Bích á. Dạ, dạ tôi khám bác sĩ ơi. Ủa, hai ngày trước tôi khám thai chị rồi mà. Bác sĩ khám thằng tôi nữa nha. Khám cho nó rồi, không thì tôi cũng khó ăn khó nói lắm. Cái gì khó ăn khó nói? Một tháng mới cần khám một lần. Không khám nữa, bác sĩ, khám nữa đi bác sĩ. Khám nữa làm sao? Thôi được rồi, hiểu rồi đó. Tôi biết bệnh của mấy người rồi đó. Thôi dần dày, nè. Mỗi người hai viên thuốc, vitamin. Uống vô, khỏe liền nha. Cảm ơn bác sĩ. Vậy đó. Chạy em với bác sĩ. Chạy em với. Ừ, uống không? Dạ uống. Nè. Ủa? Ba? Sao bà uống không? À, dạ không, tôi uống. Bác sĩ cho tôi hỏi nghe. Dạ. Ví dụ mà mình không có bệnh đó. Dạ. Mà uống cái viên thuốc hồi nãy bác sĩ đưa. Dạ. Có chết không? Không có sao, bà yên tâm, thuốc bổ thôi mà. Đây nè, ai cũng có là phải chưa? Ai cũng có đó, tụi bay cũng có nữa. Dạ. Rồi lấy đây. Dạ. Rồi. Dạ, bác sĩ ơi, uống đi. Uống đi, bác sĩ ơi. Dạ, uống đi, bác sĩ ơi. Dạ, uống đi. Thôi bà tiểu chó. Để chú coi coi sao nha. Để chú coi coi sao. Đâu đâu đâu. Để chú coi. Chúng ta ra. Đâu đâu. Hả? Trời đất ơi. Trời ơi. Sao vậy? Con nó kẹp con còng á. Gì? Không phải gì ơi. Con còng nó kẹp con cô. Rồi 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 rồi. Để chú gấp ra cho con nha. Không có sao hết nha. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Nhiều quá. Không có sao, không có sao, không có sao hết á. Con bình tĩnh nha. Chú gấp nhẹ hiu đâu có đau gì đâu nha. Rồi rồi đừng có la nha con. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Ủa, ủa có cái càng không vậy? Ở nhà tôi bẻ con còng ra rồi. Còn cái chàng dính cứng quá, tôi không dám đụng tới. Trời ơi. Nhìn con mắt thương, mắt thương. Rồi, cái điều này là chắc là trốn ba, trốn má rồi lội mương đi bắt chồng phải không? Rồi để chồng nó kẹp vậy. Dạ. Hả? Chứ sao? Má con nàng á. Rồi trời ơi, trời ơi. Ơi. Vậy? Không mà đừng nói vậy, tôi đâu muốn vậy đâu. Tại ổng. Ông Tư phải không? Ai? Ông Tư. Đó. Ông kêu dân Cù Lao mình đi khám bệnh. Mà tôi khám rồi. Rồi chồng tôi cũng khám rồi. Nhà đâu còn ai bệnh hoạn đâu. Tôi mới nghĩ ra cách là thôi lấy con còng á. Cho một tí nó chơi. Rồi có gì nó kẹp cái tay. Có cái chuyện để em đem tới bác sĩ khám. Ai về cái thằng này nè. Nó lấy nguyên con còng nó bỏ trong quần nhỏ. Con đừng có chơi dài vậy nữa nghe chưa. Con nữa, cẩn thận nghe chưa. Mấy mốt có cái gì là ân hận luôn đó. Thôi không sao hết. Có bị gì không? Không, khỏe rồi nè. Lấy cái này về làm kỷ niệm không? Lấy không? Dạ. Quá trời, nghịch quá thì nghịch rồi. Nè, cầm lấy. Không sao đâu chị. Cho uống vô là không có sưng nữa. Nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ vậy. Không sao. Không sao. Rồi, khỏe rồi nha con. Giỏi nha. Xin lỗi con nha. Về. Thôi đi về, đi về, đi về. Mày ơi. Đi về nha. Mắt thương, mắt thương. Mắt thương. Con mà không có sao đâu. Rồi. Dạ, dạ, không có gì. Dạ, 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 một chút, bệnh quản gì đâu, sao mày không bệnh, hả? Không bệnh gì? Mày nhậu vô mày coi. Trời ơi, Tư ơi, ai nhậu không nói, chú Tư nhậu hỏi nữa đó. Linh, tao mày có bệnh là có bệnh, mày bệnh gì? Thôi, nhậu thì nói. Nhớ chưa?
Hồi bác sĩ ra là phải nói rõ ràng nha mày. Dạ. Rồi hai cái thằng đần địch chúng mày đâu rồi? Dạ nói với ghe để con kêu nó. Không. Mày lặng anh, ngồi đi. Tao đi kêu nó lên cắm luôn, hay chưa? Dạ. Bác sĩ người ta, đó bác sĩ tới được kìa. Dạ chào bác sĩ. Thằng ơn nó bệnh quá chú em, con coi trị giùm nó coi. Bệnh mà không có lo đi khám bệnh gì mày kỳ ghê. Dạ em nhậu xỉn ói. Đó, thôi. Ai nhậu xỉn không nói, bớt nhậu lại là xong chuyện thôi có gì đâu. Dạ. Thôi khỏe rồi, về ha. Ông cứ về. Bác sĩ kêu về mày ngó tao kì vậy. Dạ về, hết bệnh rồi. Hai thằng bạn với ghe, hai thằng nó bệnh nặng lắm. Bây giờ chú em ngồi đây nghe, đừng đâu. Tôi xuống ghe tôi lâu nó lên liền nha. Chú Tư. Không, khoan đã chú Tư. Chú Tư ngồi xuống đi. Kêu nó lên rồi. Chú Tư ngồi xuống đi. Con có chuyện nói với chú đó. Sao vậy chú? Sao gì? Sao chú làm gì kì vậy? Hả? Chú Tư ơi, con biết đó là chú rất là mến con. Bà con ở Cù Lao này cũng rất là quý con. À, đúng rồi, mà con cũng rất là thương bà con nữa. Con thấy là bà con đâu có bệnh hoạn gì đâu. Không, mà tại sao chú nghĩ ra cái cách như vậy? Không phải, bệnh thì thiệt ra bà con cũng có bệnh. Với lại tôi nghĩ như vậy. Chú nghĩ là nếu như mà con ở đây mà con không có người tới khám bệnh á, rồi con buồn, con bỏ đi hay sao? Đúng không? Chú em hỏi qua thì bây giờ qua cũng hỏi chú em một câu. Chú em nghĩ coi, cái Cù Lao này nó buồn quá mà, có cái gì vui đâu, cũng không có cái gì tân tiến hết. Liệu nó có thể giữ chân chú em không? Chân của chú nước ăn nhiều rồi đó. Chú qua ngồi giường đi, để con xuất thuốc cho chú. Sao đâu? Trời ơi, lúc đầu tưởng giỡn chơi, không có bệnh hoạn gì rồi tới đi khám. Ai ngờ đâu đứt sâu vậy. Không sao đâu. Nè, mặc dù là chích ngừa uống dán rồi nhưng mà cũng phải kiêng nước hay chưa? Dạ. Đừng có lội sình lội ruộng nữa đó. Dạ. Ủa? Kiêng mấy ngày. Bác sĩ đang khám bệnh hả? Nga mới tới hả? Dạ. Chờ tôi một chút nha. Dạ. Ủa anh Thịnh, anh bị gì vậy? Kinh dịch kém. Anh cứ cẩn thận chút nha. Ừ. Ủa? Hôm nay Cù Lao mình có ai đám cưới hả? Ăn mặc đẹp vậy? Dạ có, em ở bên nhà anh qua. Không sao đâu. Lần sau nhớ cẩn thận nha. Dạ, đưa bác sĩ em về. Khoan, chờ lấy thuốc nữa. Nè, một ngày 3 lần, một lần 2 viên. Với ngày viên kia, nha. Dạ. Mà nhớ là bụng no rồi mới uống đó. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Có gì đâu. Nhớ chuyên nước mấy bữa nghe. Dạ.
Nha. Dạ. Ui dạ. Tìm cái gì vậy? Dạ đâu có. Em dọn dẹp. À. Thôi được rồi, để tôi làm cho. Dạ, bác sĩ đợi em chút đi. Bác sĩ ăn khoai đi. Em mới luộc khoai bên nhà em bưng qua đây hả? Dặn bao nhiêu lần rồi, gọi anh được rồi, bác sĩ chi cho nó xa lạ vậy? Em quên. À, em mời nha, ăn khoai. Rồi, cảm ơn nghe. Đây nè, cái tủ đó em lọc sẵn rồi đó. Nè, Nga cũng ăn chung cho vui. Cảm ơn Giang. Trời ơi, mắt trông Nga thiệt á. Bà nói con tới đây á, bà con tới đây á, người thì mang cái này, người thì mang cái kia. Trời ơi, ăn cơm người khác hoài tội chết á. Sao lại tội hả anh? Thì Nga thử ra ngoài sau nhà nè, nhìn vô mấy cái lu mà đang rượu mấy con cá đó. Trời ơi, tôi thấy con nào con nấy hả nó. Cái gì mà Nga cười vậy? Dạ, ở dưới đây ta gọi là cái lu rộng cá chứ không phải là rượu cá. Cái gì? Rộng cá hả? À? Dạ. Là đừng mấy con cá đó hả? Dạ. Thì đó, Nga ra coi. Trời ơi, con nào con nấy hả, ốm nhom nó nhất à. Nó đang chờ tôi quá kiếp đó. Tôi đi Nga nó liếc tôi hoài à. Nó quăng tôi lắm á. Anh Giang nói vậy, vậy để em ra sao bắt mấy con cá làm mắm nha. Mùa mưa mà có cá mắm sẵn trong nhà cũng đỡ lắm á. Thôi, bắt trong nhà lắm. Có gì đâu mà bắt không anh. Tí em biểu á, lâu để qua đây phụ hộ với anh. Gì? Gì nghe nói gì? Ủa em nói gì sai sao anh cười? Nói thiệt nha, tôi về đây tháng mấy rồi, vậy mà vẫn không quen được mấy cái từ ngữ của bà con quê mình đó. Cái gì? Đựng cá thì gọi là rộng cá hả? Rồi phụ họ là phụ cái gì? Phụ họ á, là phụ cho anh á. Vậy à. Ủa, anh Nhân ơi, chị ở trên Sài Gòn, phụ họ gọi là gì vậy anh? Thì gọi là phụ bình thường thôi, đâu có thêm gì nữa đâu. À, phụ giúp, chứ đâu có phụ họ gì. Nè, Nga nhắm coi là Nga phụ họ được tôi cái gì? Thì phụ họ mới chuyện lặt vặt cho anh vậy mà. Thôi, một mình tôi làm được rồi, cảm ơn Nga. Đâu cần Nga phụ họ gì đâu. Đâu có được, tí em để phải phụ họ. Phải phụ giúp cho anh mà. Thôi được rồi, cảm ơn. Anh Giang. Tại vì á, anh là đàn ông mà. Anh đâu có làm được mấy chuyện lặt vặt như vậy. Trời ơi, đàn ông thì mắc gì làm không được. Nghe thấy không, hồi đó tôi vẫn thường phụ má tôi nấu cơm nè, rồi làm đồ ăn nữa. Đến khi mà tôi quen với Hương. Để tôi làm cho. Để em làm cho nha. Tôi làm được mà. Em quen rồi, cái công chuyện này em làm ngoài có gì đâu anh Giang. À, anh Giang, anh đi công tác lâu không vậy? Không có về thăm gia đình, chứ anh nhớ má anh lắm hả? Tôi lại đang cố quên một vài điều nữa chứ. À, mà tôi về đây lâu rồi, sao vẫn không thấy má của Nga vậy? Má em mất lâu rồi. Em cũng không biết mặt má của mình nữa. Nhưng mà tía em thương em lắm. Lúc em còn nhỏ, tía em bế em đi khắp Cù Lao để xin sữa đó. Anh Giang biết không, ở Cù Lao này á, ai mà có con nhỏ là tía em bưng em tới à. Bởi vậy em lớn lên bằng sữa của rất nhiều người, họ cũng thương em lắm. Em cũng coi họ như là má ruột của mình vậy. Chú Tư nói đúng thiệt á, bà con mình ở đây thấm tình nghĩa lắm. Dạ đúng rồi, ở đây được gọi là Cù Lao tình mà anh. Gì? Cù Lao tình? Dạ, bà con ở đây á, ai cũng có tình có nghĩa hết. Bởi vậy lớp trẻ của tụi em nè, không có gọi nó là Cù Lao bút cà tha đâu, mà gọi nó là Cù Lao tình. Nè. Dạ. Vậy những người mà không sống ở đây á, là không có tình. Dạ. Đúng không? Dạ. Giống như tôi nè. Dạ không có, ở đây á, ai cũng quý bác sĩ hết. Ai cũng quý anh Văn hết, ai cũng coi anh Văn như người nhà hết. Vậy Nga có coi tôi là người nhà không?
Dạ. Mà nè, tôi nói trước nha. Dạ. Tôi không thích có thêm em gái hay là chị gái nữa đâu nha. Dạ. Sao? Nga. Dạ. Đi đâu vậy? Dạ đi về. Về sao đi đường đó? Em phải về nấu cơm. Má la. Má la. Chính là Nga. Ngồi xuống đây. Nga ơi, nhìn đồng hồ đi. Bây giờ mà nấu cơm trưa là quá trễ rồi. Mà nấu cơm chiều thì lại quá sớm. Mấy giờ rồi? Ừ. Nghĩ làm sao mà lấy khăn lau bàn mà lau mặt vậy? Nè, Nga không thích nói chuyện với tôi nữa hả? Dạ đâu có. À thôi được rồi, bây giờ hay là Nga dắt tôi đi một vòng Cù Lao Tình này tham quan đi. Từ mà hôm tôi về đến đây cũng chưa có đi tham quan hết được nữa, được không? Dạ được. Rồi nếu như mà về trễ á, nấu cơm không kịp á, thì có la không? Không la. Ủa? Khung cảnh ở đây êm đềm thiệt á. Nó khiến cho lòng mình cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng đi. Tại sao anh tới đây để làm gì vậy? Đơn giản thôi. Tôi chỉ muốn đi nơi nào đó thật xa. Đi với anh. Tôi đang cố nhớ một vài điều. Những điều đó trước đây đối với tôi quan trọng lắm. Nhưng mà bây giờ không hiểu sao nó cứ nhạt nhòa dần đi. Tôi cố nhớ những quán cà phê mà tôi từng uống. Những con đường mà tôi từng đi với bạn bè tôi. Cố nhớ đến một người mà sao thấy khó quá. Chắc có lẽ ở đây nhiều cảnh vật êm đềm khác phủ lên. Ủa nè, tôi nói nãy giờ có hiểu không? Sao lại có thể quên những điều đó được chứ anh? Khi mà lên trường huyện để học á, em cứ nhớ hoài về nơi này à. Nhắm mắt lại em cũng có thể nhớ rõ từng cây cầu, những mái nhà, những bụi cây. Em nhớ rõ khuôn mặt của từng người trong Cù Lao này. Em nhớ lắm. Nghe nói tiếp đi, hay lắm. Anh Văn cứ kẹo em hoài à. Em ăn nói vô duyên thấy mồ luôn à. Không, tôi nói thiệt mà. Tôi thích nghe Nga nói lắm. Anh Văn, anh biết đây là đâu không? Thì Cù Lao. Không có phải. Cái nơi này nè là dân Cù Lao dùng để chờ đợi nhau đó. Chờ đợi gì? Chờ nhiều thứ lắm. Mẹ chờ những đứa con đi xa chưa về nè. Chị gái chờ những đứa em đi học xa chưa về nè. Vợ đứng đây chờ chồng khi mà chồng mình ra chợ huyện bán trái cây chưa về nè. Những đứa con chờ mẹ đi chợ chưa về nè. Rồi rồi còn cái gì chưa về nữa không? Dạ. À, ý tôi nói là những người yêu nhau á, chờ nhau ở đâu? Ở đây luôn nè. Đã gọi đây là Cù Lao Tình mà. Sao không có chỗ những người yêu nhau được chứ? Tôi thì tôi lại nghĩ khác. Nếu là tôi á thì tôi sẽ không dành bất cứ một khoảng đất nào cho những người yêu nhau chờ đợi nhau đâu. Sao vậy anh? Bởi vì khi yêu nhau á, làm sao mà nỡ bắt người mình yêu chờ đợi mình được. Đúng chưa? Đôi khi sự ra đi của một người và sự chờ đợi của một người mới khiến cho người ta nhận thấy một điều, giống như là máu thịt của mình vậy, không thể nào tách rời được. Em ăn nói kỳ quá phải không anh Văn? Tí em mà nghe được tí em đầy em chết á. Không sao đâu, nếu mà chú Tư có rầy Nga, Nga cứ đổi thường cho tôi. Ý đâu có được, tí em quý anh không hết sao đầy anh được. Anh Văn, tí em cũng là người thành thị giống như anh vậy đó. Một lần tình cờ đi ngang ô Cù Lao này, tí đã quyết định ở lại.
Vì mảnh đất này hiền hòa quá hả? Không có phải. Tại vì á, tía cứ nhớ hoài hình bóng của một người con gái đứng chờ mình ở bến đợi. Và người đó sau này trở thành má của Nga. Dạ đúng rồi. Nga nè. Dạ. Nếu như mà sau này mà tôi có ra đi á, Nga có đứng ở đây chờ tôi không? Anh rời bỏ chỗ này anh đi hả? Anh Giang ơi, anh đừng có bỏ đi nha anh Giang. Kìa Nga, tôi chỉ ví dụ thôi mà. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp nơi miền biển, thầm yêu một chàng hoàng tử. Rồi một ngày kia khi chàng hoàng tử ra đi, ngày nào cô gái cũng chạy ra bờ biển để chờ hoàng tử quay trở về. Mọi người trong dân làng cứ nghĩ rằng cô gái đó bị điên. Bỗng một hôm, dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, xuất hiện một cánh buồm đỏ thắm. Con tàu màu trắng với những cánh buồm đỏ thắm đang rẽ sóng tiến thẳng vào bờ. Hoàng tử quay trở lại hả anh? Một câu chuyện thần thoại thật hay. Cần anh lắm anh Văn ơi, cụ Lao Tình cần anh lắm anh Văn. Anh được đi nha anh Văn. Vậy Nga có cần tôi không? Trời, công nhận nha, dâu của cụ Lao này ăn vô nó ngọt. Công nhận em gái dễ thương ghê á. Em làm cho anh muốn trở thành dân của xứ này luôn. Em tên gì á? Em đừng trả lời đó. Nó giả bộ nó hỏi vậy chứ nó tính thả dê em á. Dạ. Em chào mấy anh chị, để em vô mời anh Văn ra nha. Tự nhiên em. Dạ. Vậy là bưng vô luôn chung quyết định mời tụi anh ăn hả? Hả? Anh cứ giỡn thôi. Anh cứ giỡn nó vui thôi á. Dạ, cho xin lại mấy chùm. Nè. Chứ nói bậy bạ mà tao không biết, tao sợ kìa, thấy không? Tao nói thiệt, cái bộ nó giỡn nó vui mà. Về đây thấy không, con gái ở tướng này cũng đẹp. Đúng. Mà cảnh vật ở đây cũng đẹp nữa. Quá đẹp luôn nè. Nè, mai mốt đứa nào mà có tiền á, về đây đầu tư mở khu du lịch sinh thái là hết sảnh luôn á. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó nghe chưa? Hả? Mày điên hả? Mày bỏ tiền vô cái chỗ mà chó ăn đá gà ăn muối này là mày ăn mày luôn á. Nhắc đến tức giận nha. Mày nhớ đó không? Nó là cái thằng chuyên gia nấu cháo điện thoại tụi mình. Cuộc gọi nấy nó nửa tiếng trở lên. Vậy là bây giờ nó cắt đứt hết mọi liên lạc. Nó báo nó hại cái đá mình xuống đây kiếm, nó mệt muốn chết luôn vậy đó. Tức không? Ông bên này nói chuyện vô duyên quá. Trời ơi, chó đá gạn muối về đây làm chi? Thì kiếm nó cho anh chị. Trời, cứ lèm bèm hoài à. Lèm bèm hoài. Ghê quá. Tại sao? Ê, không có nghề chết cái mã rồi. Dạ rồi. Cầm dùm cái này coi. Giờ muốn sao? Muốn sao? Dở nghe chưa? Dở với tôi được mà dở này chạy nghe chưa? Trời ơi, thôi, cho tôi chen nè. Xuống đây để làm chi? Thăm Văn đúng không? Đúng. Cho nên nó toàn á. Dạ. Là có tán gái nữa nha. Còn ông nè, ràm suốt. Thôi đi, cái bà mắc cười quá. Mình đi tuốt từ trên thành phố về xuống đây, đường xa xa thôi mệt muốn chết luôn á. Về đây phải cho tụi này nói chuyện giỡn hết một chút mới thoải mái tinh thần chứ, đúng không? Đúng rồi. Mà công nhận nha, Văn nó hay thiệt đó nha. Bị cúp giang hồ đâu mấy tháng trời á, tự ra nước ngoài ai ngờ nó vô Cù Lao. Nó kìa này nói gặp tao mà biết tại tao. Văn thì cũng kỳ nữa, tự nhiên đang tương lai sáng lạng bỏ tụi mày. Điên cũng mai á, là hồi đó tôi không để ý thích ổng. Trời ơi, thôi đi bà. Dạ. Bà đừng có tu di điện. Ở đó mà mai này mai nọ. Dạ.
tôi nói thiệt á, mai á, mai là ông Văn á không có để ý là có. Tôi nói đúng á. Mày đi, 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 mày tìm ra cái chỗ này hay vậy hả? Thì khóc thì khóc. Ờ nè, cũng nhờ em gái này nè, thấy tụi ta đứng lớn ngớ ngoài bến ghe đó. Ngờ. Em gái cho lên ghe đi quá gian. Thì lên tới nơi hỏi thăm qua lại biết người quen không à? Vậy là chở thẳng đây luôn á. Ba, nghe Vân hỏi nè. Sao? Ta tự nhiên đang làm bác sĩ ở bệnh viện lớn á, bỏ xuống đây chi cho cực vậy? Nè, tụi bay giờ sao công việc sao rồi? Cũng bình thường, hai buổi tới trường. Trường nào? Tây. Trời ơi, còn nữ sinh vậy. Còn Vân, Vân sao rồi Vân? Vân vẫn vậy, vui vẻ. Nhưng đối với Vân thì... Ê, còn thằng Mỹ, mày làm gì mà già dữ vậy hả? Do làm ăn quá phải không? Linh đi công mà, suốt mà ở ngoài công trình không à, nó đen, nó dài vậy đó. Còn mày sao, công ty vi tính mày sao rồi? Trời, thấy tao hơi tới xung thì vậy là hiểu rồi. Thì vẫn đi làm, lai rai, tìm bạc, thu vô rủng rỉnh. Cuối năm đi du lịch nước ngoài dài ba bận. Wow. Ghê luôn á. Giờ ngon lắm á, số 1 á. Ê, con, khi này về thành phố á, mày cài cho tao cái phần mềm nha. Nếu mà tao thấy được á, tao giao phần cứng của tao cho mày luôn. Dạ, em mời anh chị uống trà nước nha. Ăn trái cây. Dạ, cảm ơn em gái nha. Nè, tụi bay tìm ra cái chỗ này là tái cục tụi bay luôn á. Rồi. Ê, Giang. Gì? Để đi lâu rồi mày cứ nhớ thành phố không? Nhớ quán cà phê mà tụi mình thường vô uống không? Nhớ sao không nhớ? Ê, quán đó, mấy em phục vụ á, còn ăn. Trời ơi, Giang ơi Giang. Mày là bác sĩ, mày là dân tri thức, ăn nói mở miệng ra là nói chuyện căng gió thông nguyệt không à? Nó làm đó. Trời ơi. Mấy mày nghe, mấy em quán của tôi giờ hấp dẫn bốc lửa hơn nhiều. Mấy quán cà phê cũng thường thôi mấy ông ơi. Mấy ông có nhớ không? Đúng rồi, Giang có nhớ cái quán bào ở Hàng Xanh không? Quán nào? Quán mà ông Minh Vàng vừa khóc hu 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 nhớ không? Cái quán mà ngươi nó giận mày, xô cái ghế ông ngã, đổ ly cà phê, Giang ướt áo nó quê nó bỏ về nhớ không? Trời ơi, quán đó đẹp co lại hết rồi, đẹp lắm. Đúng rồi nè, hôm bữa tôi rủ ông đó. Công nhận trong cái đám bạn của tôi, bà có duy nhất. Nhớ rồi, mà sao? Hương á, sắp xanh rồi. Mà nè, chuyện qua lâu rồi, đúng không? Chắc mày cũng quên hết rồi. Văn, nó quên hết rồi. Đúng không mày, hả? Mày làm gì vậy? Quá đáng à, tao với cái ma đó. Tao chưa ngủ hả? Tụi nó ngủ hết chưa? Ngủ hết rồi. Còn mày sao mày còn thức vậy? Hồi chiều than mệt rồi giờ chưa chịu ngủ. Ừ thì hồi chiều... mệt, nãy cũng buồn ngủ lắm chứ. Mà nghĩ lại, để lặn lội từ trên đó về để thăm mày. Mà giờ ngủ kỳ. Đã đi đâu kỳ. Với lại... Cái Sài Gòn ngon. Khác thì... Tao thấy đây phong cảnh thanh bình, dễ thương quá. Không thưởng thức.
Phí? Phí cái gì? Mày, trước đây mày là một thằng thực tế mà sao đi giật nói chuyện mơ mộng như nhà văn nhà thơ vậy hả? Có gì đâu lạ, thực tế là thực tế chứ tao cũng phải biết thưởng thức cuộc sống của mình nữa mày. Ngoài ham tiền ra, tao còn ham nhiều thứ khác. Ủa, mà tiền tao làm ra mà tao ham tiền tao, chứ ham tiền của ai đâu nóng. Chính đáng rồi, tao nói gì hả? Nhưng mày thì khác đó nha. Tao sao khác? Tao phải lo cho mày đó. Ừ, làm gì lo cho tao? Nè, quyết định sao? Tao là sao? Sài Gòn đó. Sài Gòn là sao? Không lẽ mày không tính về Sài Gòn hả? Ủa nó cắn mày hả mày? Nè, làm sao mày nghĩ là tao sẽ quay trở về Sài Gòn? Nếu mà không á, thì mày đã không ra đây ngồi một mình như thế này, đúng chưa? Ở đây ếch nhái ở nương kêu suốt đêm, nghe đầu cuối ruột. Tao biết mày là một cái thằng trọng tình cảm, cho nên mày sức. Gì vậy? Tao nói á, mày là một thằng rất trọng tình cảm, cho nên mày rất khó lòng rời bỏ như đây, đúng không? À, chính như vậy á, ba mày nghĩ là... Hả? Nè, chính vậy là mày nghĩ là tao sẽ không có tương lai nếu như mà tao chôn chân ở đây nè. À, không, mày là bác sĩ mà. Tương lai của mày chính là những nơi mà bệnh nhân người ta cần đến. Vậy chứ mày nghĩ là ở đây bà con bệnh nhân không cần tao sao? Mấy ở đây cũ rồi. Thôi, tao chỉ không muốn cái thân mày ở một nơi, còn cái hồn mày ở một nơi, vậy thôi. Nè, mày nghĩ là tao chưa quên được Hương hả? À, giờ mới chịu mở miệng. Nếu như vấn đề chỉ là về Hương thôi, thì mọi chuyện đơn giản hơn rất là nhiều. Tao tuy mới về đây có một ngày, nhưng mà mày đừng nghĩ là tao không biết cái gì hết. Vấn đề đó là mày không nỡ rời bỏ nơi đây vì cái tình của bà con, nhưng mày cũng chưa thật sự muốn ở lại đây vì những áp lực khác, đúng chưa? Chính vì vậy mày mới ưu ái mày gửi cái xác của mày ở lại đây nè. Còn cái hồn của mày đó, mày quăng cá Sài Gòn rồi, đúng không? Nhiều nổi cái về vậy nè, mũi cán. Ừ, thì ít ra mày cũng là cái con người mà. Mà tao nói cái đúng không? Sao mày biết? Nhìn cái mắt mày, tao bắt gặp ánh mắt của mày khi mày khám bệnh cho những người ở đây. Mày làm cứ như thể là mày đang lo lắng mày, bởi vì mày là người gây ra tội lỗi, gây ra bệnh tật cho họ vậy. Sao mày biết? Mày biết được đâu. À, thôi đi vô đi ngủ, đi ngủ đi, đi vô đi ngủ đi. Muốn nói gì nói đi. Mày đang cần cái gì đó mơ hồ thôi, nhưng chắc chắn không phải là những thứ đây, đúng chưa? Nhộp. À, bà con ở đây rất tốt với mày, sống rất có tình, họ chăm sóc cho mày từng miếng ăn đến giấc ngủ. Nè, bây giờ mày có muốn nghe tao khuyên một điều gì đó với tư cách là một thằng bạn thân không? Dạ. Tao nên, tao thấy mày nên quay trở về Sài Gòn đi. Cái gì vậy? Tao rất ghét sự lững lờ giữa hai dòng nước. Nếu mày muốn ở đây thì đó phải là do lý tưởng của mày, do lòng đam mê của mày. Mày vốn là một cái thằng có rất nhiều ước mơ, rất nhiều hoài bão cho mà, đúng không? Còn bây giờ mày ở đây vì cái gì hả? Thứ nhất này, mày trốn chạy Hương. Thứ hai, mày ở đây bởi vì bà con ở đây rất tốt với mày, họ chăm sóc cho mày từ miếng ăn đến giấc ngủ, họ dành tất cả sự đãi ngộ đó cho mày. Ê mày, liệu mày thấy như vậy á, có ổn lắm không? Hả? Rồi nếu như một ngày nào đó,
không còn sự đãi ngộ nữa rồi sao? À, thế chị nói ngủ cho nó có văn bùng không nữa? Nè, nếu như mày ở đây, tao muốn mày phải có cả xác lẫn cái hồn. Tao văn bùng hết rồi. Ừ thì nếu như mà tao về Sài Gòn rồi lúc đó tao lại không muốn quay trở về đây thì sao? À, cái đó là chuyện khác. Thì đó chính là sự chọn lựa của mày. Mày biết không, khi về đến đây nè, tao thấy bà con ở đây đón tiếp tụi tao, dành cho tụi tao tất cả những thịnh tình và ưu ái. Tao cũng xúc động lắm. Mà tao biết mày là thằng tình cảm mà, chắc chắn rằng mày sẽ rất phân vân, đúng chưa? Nhưng tao thì khác mày á, tao thực tế hơn nhiều. Bà con ở đây sống hiền hòa lắm, hiếu khách lắm, ai tới đây cũng được đón tiếp nồng hậu hết. Không có đâu, họ đối xử tốt với tụi tao như vậy chẳng qua là vì họ yêu quý mày. Cái tình của bà con ở đây làm cho lòng tao tự nhiên ấm lại. Chưa bao giờ tao cảm thấy như vậy hết. Cứ như thể là mình đang bay trên mây, nhẹ tênh. Tôi đi ngủ. Bác sĩ ơi. Chị, sao vậy? Sao đâu bác sĩ? Không có sao gì mà không có sao. Không có dấu bệnh nữa hả? Bác sĩ coi chân vẫn nè. Đó. Ghê không? Nói không? Cái gì vậy nè? Lá thuốc có bác sĩ. Ông lấy lá thuốc cũng đắp lên á. Đúng rồi, nhà ông có gần cảnh sát mà không chịu tới cho bác sĩ khám. Cứ tự động lấy lá thuốc rồi đắp vô không à. Bà cũng may lắm nha bác sĩ. Em đi giăng câu về tính qua cho ổng mấy con cá. Thấy ổng vậy mới kêu mọi người đưa ổng tới đây nè. Đó, thì kêu em tụi em tới đây đó. Cảm ơn nha. Ừ. Thôi, ông sao vậy? Ai bạn gái tới thăm vậy? Tôi không có sao. Cái chuyện này là không có dính dáng gì tới bà này đâu. Sao mà không dính dáng? Chàng ơi, hồi chiều này nè, là tôi nhờ ổng qua bên nhà tôi, rồi lăn dùng cái lu xuống dưới bếp á. Thì ổng nói là ổng lăn ổng nổi, rồi ổng đi về. Chàng ơi, ai có biết mà ổng thấy cái đuổi ra nó nổi vậy đâu chứ. Đó, vậy mà nói cặp đôi không chịu đâu. Bác sĩ, anh nó từ lưa vậy rồi, bác cô, bác sĩ. Trời ơi, không sao đâu ông, con xích thuốc cho ông là làm liền không sao đâu. Mà sao vậy hả? Sao ông bị thương, ông không tới đây liền con chữa trị cho ông? Ông có hứng khoái trị cách dân gian rồi bác sĩ. Con mà gặp chú Tư con mét rồi nha. Thôi. Bây đừng có bé cổng, tại tôi vui chợt chân té ở hồ sen. Sao vậy à? Té hồ sen là sao ông? Có lúc ở đâu ông té xong ông tới đây liền? Dạ, tại vì tôi sợ nếu như bác sĩ biết cái lý do gì sao mà tôi bị té, chắc chắn là bác sĩ không chịu. Chịu gì? Chịu gì? Không chịu uống trà. Wow, tại tôi nghe nói người thành phố hay uống trà mốt mốt cầu. Rồi coi thấy rồi à, phải có này không? Ông biết bác sĩ có uống trà mốt cầu mà ở đây thì không có loại trà mốt cầu đó. À, cho nên đó ông lấy trà ông bỏ vô bông sen ông ướp đó phải không? À. Mè
ơi, vậy là ông nội xuống hồ ông lấy trà trong con sen cho bác sĩ uống, rồi ông chuột cho ông té cái gì? Hèn chi á, tôi thấy ông cầm khư khư cái gói này không biết là cái gói gì. Làm nó tao tưởng ông té mà nó không nổi vậy có được không? Bác sĩ, uống trà ướt sen đi, thơm lắm. Tôi không có sao đâu. Chừng nào hết tôi uống tiếp. Trọng nói chuyện với bạn bè. Ngồi đây gió thổi mát. Với lại lâu rồi tôi cũng không ngửi mùi khói thuốc lá, mùi nước hoa đắt tiền. Hơi ngọt. Nga nè, Nga vẫn thường dùng bông bưởi để gội đầu, đúng không? Tôi thích mùi bông bưởi lắm. Bữa nay anh lạ quá à. Có chuyện gì hả anh? Đây có phải là nơi mà những người yêu nhau chờ đợi nhau không? Dạ. Không biết khi đứng đây người đợi sẽ nghĩ gì? Nghĩ về một cánh buồm đỏ thắm. Cánh buồm đỏ thắm. Em nói chơi thôi à. Hồi nhỏ mỗi lần đợi tía em không có nghĩ gì hết á. Em chỉ biết giỏi nhìn và lắng nghe chăm chú thôi à. Anh Văn biết không, em có thể phân biệt được tiếng máy chèo đó. Bởi vậy em dễ dàng nhận ra tía bằng tiếng máy chèo khua trên sông. Tiếng máy chèo? Dạ. Anh nhìn gì mà xa xăm quá vậy? Nắng Cù Lao. Trời ơi, nắng Cù Lao có gì mà nhìn hả anh? Có chứ. Biết đâu tôi sẽ cảm thấy nhớ. Nga ơi, nếu như cánh buồm đỏ thắm không quay trở về thì sao? Nhưng mà tại sao cánh buồm đỏ thắm lại không quay trở về hả anh? Trong không gian này nhạc không có hạp lắm không anh? Tối nay mày rảnh hả? Rảnh gì? Được cấp cứu. Nè, mày đã uống trà sen bao giờ chưa? Đang uống rượu rồi nhiễm trà. Cho bình trà. Không phải, trà ướp sen. Người ta bỏ trà vào trong bông sen, ướp để lấy hương của nó, rồi hướng xương của trời đất. Ở đâu? Nước Cà Tha. Có người làm cho mày hả? Một cô gái. Một ông già. Sao? Về tới đây rồi tơ tưởng tới Mút Cà Tha hả? Vì mày đã quyết định rồi, tương lai sự nghiệp của mày đâu phải là mày đã phụ họ. Ở đâu có bệnh nhân thì đó cần những người bác sĩ như mày. Nhưng mà
cái gì. Đâu phải là mày đi luôn. Tao tính vậy. Mỗi năm tao sẽ xuống giúp bà con cù lao 2 tháng. Như vậy thời gian còn lại nếu như mà không có tao, họ sẽ ra sao? Mày nghĩ sao nếu sẽ có 5 bác sĩ khác cho 10 tháng còn lại? Được đó. Được không? Sao lại không? Và như nếu có một đơn vị nào đó tài trợ cho những kế hoạch của ta? Hay lắm. Vậy thì mày cứ tiến hành đi. Biết con ơi, cái tá này mặn lè mà đút vô miệng tao hoài à. Tao nói là sợ hột me mai mốt rồi mọc thành cây rồi ra trái làm sao. Trời ơi, đừng có hiểu nữa mà. Cô Nga nói nè, cô Nga cũng nuốt hột me hoài mà cô Nga đâu có bị gì đâu, con thấy không? Không có làm sao đâu con ha, yên tâm nha con. Đó, nghe chưa, nghe cô Nga nói chưa? Nó nói là phải có bác sĩ giải thích nó mới tin. Rồi, nghe cô Nga tin chưa? Nó không nghe lời má không à. Ê, bữa chừng không chịu ăn cơm nữa sợ lòi cứ lỗ tai của mày á. Ôi không về nữa hả? Tôn về à. Đó, chịu ăn cơm chưa? Thôi về đi con. Ôi con, chạy chơi không Tôn? Ở đây có gì đâu mà chơi. Con chơi với ông Tôn. Chơi phải không? Dạ. Ăn không? Dạ. Tôn, à, không à. Nè, nè. Thôi, ở về đi nha. Coi chừng té. Té ơi, tía có biết chuyện cánh bướm đỏ thắm không tía? Ai kể con nghe vậy? Con nghe anh Văn kể. Chết mẹ. Tía có biết không tía? Cái hồi mà tía kêu má con chờ tía ở cái bến này, tía cũng kể chuyện đó đó con. Vậy cuối cùng thì cánh bướm đỏ thắm có quay trở về không tía? Con trời mới biết được. Nhưng biết đâu con, biết đâu mình tin thì một ngày nào đó không chừng vậy đó. Văn ơi, chú em ơi, Hoa cũng biết ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn, là cả một tương lai, cả một sự nghiệp. Mà cho dù đó là cái gì đi chăng nữa, không lẽ những con người ở đây không khiến chú em động lòng khi nhìn vào ánh mắt của họ sao? Hoa không trách chú em, Hoa không dám trách đâu. Nhưng chẳng lẽ con cá, lá rau hay hạt gạo mến thương của người dân cù lao tình này không ràng buộc được chú em như đã từng ràng buộc Hoa sao? Chẳng lẽ tất cả những điều đó không khiến chú em động lòng sao? Nhưng Hoa tin, Hoa tin là biết đâu
một lúc nào đó sẽ có một cánh bướm đỏ thắm quay trở lại cái cù lao này.